nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 20 tháng 11, Ban thể thao trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức hội thao giải bóng chuyền hơi nữ. Trên màn ảnh của các bạn là trận chung kết giữa hai đội. Đội xa màn ảnh là đội Thái, Loan, Vui, Thủy, Nga, và gần màn ảnh là đội Thơ, Ngọc, Tuyết, Hà, Ly. Xin mời các bạn xem set 1, trận chung kết đầy kịch tính và cam go nhé. Giáo Việt Nam, 20 tháng 11, Ban thể thao trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức hội thao giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trên màn ảnh của các bạn là trận chung kết giữa hai đội, xa màn ảnh là đội Ái, Loan, Vui, Thủy, Nga, và gần màn ảnh là đội Thơ, Ngọc, Tuyết, Hà, Ly. Xin mời các bạn xem set 1, trận chung kết đầy kịch tính và cam go nhé. Cô Thơ cứu bóng quá đẳng cấp. Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ban thể thao trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức hội thao giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trên màn ảnh của các bạn là trận chung kết giữa hai đội, xa màn ảnh là đội Ái, Loan, Vui, Thủy, Nga, và gần màn ảnh là đội Thơ, Ngọc, Tuyết, Hà, Ly. Xin mời các bạn xem set 1, trận chung kết đầy kịch tính và cam go nhé. Yeah.
sáu giờ luôn đó. Giáo Việt Nam, 20 tháng 11, Ban Thể thao Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã tổ chức hội thao giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trên màn ảnh của các bạn là trận chung kết giữa hai đội, xa màn ảnh là đội Ái, Loan, Vui, Thủy, Nga và gần màn ảnh là đội Thơ, Ngọc, Tuyết, Hà, Ly. Xin mời các bạn xem set 1, trận chung kết đầy kịch tính và cam go nhé. Yeah.
tưởng nó ra ngoài mà nó không vô, nó vô á. Ông thì chết. Rồi tới luôn rồi, tới ông Diện rồi. Tới ông Diện rồi Lý ơi. Yeah.
Kết thúc set 1, đội gần màn ảnh là đội Thơ, Ngọc, Tuyết, Hà, Ly đã giành chiến thắng với tỷ số 25-23. Mời các bạn đón xem tiếp set 2 nhé.